Cô thân ái chào mừng các em trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 8 của olm.vn. Bài 19, đòn bẩy và ứng dụng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài học, đó là về các loại đòn bẩy. Đòn bẩy loại 1. Đòn bẩy loại 1 là đòn bẩy có điểm tựa O nằm trong khoảng giữa điểm đặt O1 và O2 của các lực F1 và F2. Một số ví dụ về đòn bẩy loại 1 chúng ta có thể gặp trong thực tế, đó là cây kéo, chiếc kẹp quần áo hay cần đòn. Đòn bẩy loại 2. Đòn bẩy loại 2 là loại đòn bẩy có điểm tựa O nằm ngoài khoảng giữa điểm đặt O1, O2 của hai lực. Lực tác dụng lên đòn bẩy F2 nằm xa điểm tựa O hơn vị trí của lực F1. Và cụ thể hơn thì đây là loại đòn bẩy loại 2 cho lợi về lực. Một số ví dụ về đòn bẩy loại 2 cho lợi về lực đó là xe đẩy hay còn gọi là xe cút kít. Và bàn chân của chúng ta khi nhón chân lên để bước đi thì cũng chính là đòn bẩy loại 2 đấy các em ạ. Với điểm tựa O chính là đầu mũi bàn chân của chúng ta. Ngoài loại đòn bẩy loại 2 cho lợi về lực thì chúng ta còn có đòn bẩy loại 2 không cho lợi về lực. Đòn bẩy này thì có điểm tựa O nằm ngoài khoảng giữa điểm đặt O1, O2 của hai lực. Và lực tác dụng lên đòn bẩy F2 thì nằm gần điểm tựa O hơn vị trí của lực F1. Ví dụ về đòn bẩy loại 2 không cho lợi với lực trong thực tế, đó chính là chiếc nhíp hay khi ta dùng búa nhổ đinh. Bây giờ cô có câu hỏi cho các em như sau. Hình dưới đây là các dụng cụ, các vật có cấu tạo và chức năng của đòn bẩy. Em hãy chỉ rõ loại đòn bẩy trong từng trường hợp và sử dụng đòn bẩy như vậy đem lại lợi ích như thế nào. Chúc mừng các em đã trả lời đúng. Trong các hình vẽ trên thì đòn bẩy loại 1 gồm hình E và hình G. Khi ta chèo thuyền hay dùng kéo để cắt một vật, đòn bẩy loại 2 cho lợi về lực gồm có các hình B bật nắp chai và hình D dùng kẹp làm vỡ vỏ hạt. Cuối cùng, đòn bẩy loại 2 loại không cho lợi về lực gồm các hình A cần câu cá và hình C sử dụng đũa. Câu hỏi tiếp theo. Mô tả cách sử dụng đòn bẩy để tận dụng trọng lượng của người để nâng vật lên cao. Để nâng vật lên cao, thay vì tác dụng lực lên vật theo phương thẳng đứng chiều hướng lên trên thì ta có thể sử dụng đòn bẩy. Khi đó ta sử dụng cơ thể để ấn lên đòn bẩy một lực theo phương thẳng đứng và chiều hướng xuống dưới. Khi đó vật sẽ được nâng lên cao. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng của đòn bẩy. Đầu tiên đó là ứng dụng trong việc bơm nước bằng tay. Bây giờ các em hãy cho cô biết đòn bẩy trong máy bơm nước bằng tay là đòn bẩy loại nào? Sử dụng máy bơm nước này cho ta những lợi ích gì? Đúng rồi, đây là đòn bẩy loại 1. Điểm tựa của đòn bẩy nằm trong khoảng hai lực F1, F2 tác dụng lên đòn bẩy. Và khi sử dụng máy bơm ước này thì ta có thể tác dụng được một lực nhỏ hơn mà nước vẫn được bơm ra liên tục. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về đòn bẩy trong cơ thể người nhé. Các em biết không? Trong cơ thể người thì có nhiều bộ phận có cấu tạo và hoạt động tương tự như một đòn bẩy. Với đầu chính là đòn bẩy loại 1, với trục quay là đốt sống ở trên cùng. Trọng lượng đầu được chia hai bên trục quay, giúp đầu có thể ở trạng thái cân bằng.
và lực tác dụng giúp đầu có thể quay quanh đốt sống. Đó chính là nhờ hệ thống cơ sau gáy. Từ kiến thức vừa tìm hiểu, các em hãy cho cô biết tư thế ngồi như thế nào để tránh mỏi cổ. Chính xác rồi đấy các em ạ. Khi ngồi làm việc hay học tập thì tư thế ngồi đúng sẽ giúp chúng ta tránh mỏi cổ và cũng không gây hại cho các đốt sống đấy. Cổ thì ta cần phải giữ ở vị trí thẳng trục với cột sống. Hai vai thả lỏng và đặt cẳng tay ở mặt phẳng ngang, vuông góc với khuỷu tay. Cổ tay thẳng trục với cẳng tay. Lưng thì luôn giữ thẳng. Cánh tay của chúng ta thì là đòn bẩy loại 2. Khi ta cầm một vật nặng trên tay thì cơ bắp tay sẽ tạo ra một lực giúp cánh tay nằm cân bằng với trục quay, chính là khớp xương ở khuỷu tay. Vậy, em hãy giải thích vì sao khi cầm vật nặng ta cần gập sát cánh tay vào bắp tay. Khi cầm vật nặng thì ta cần gập sát cánh tay vào với bắp tay để làm giảm độ dài cánh tay đòn, giúp làm giảm được tác dụng của trọng lượng của vật lên cánh tay và từ đó tránh mỏi cơ đấy các em ạ. Như vậy trong bài học này, chúng ta đã được tìm hiểu một số nội dung chính sau. Đầu tiên, đó là đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực. Thứ hai, đòn bẩy quay quanh một trục quay đi qua một điểm xác định gọi là điểm tựa ô. Và cuối cùng, tùy theo vị trí của điểm tựa ô với vị trí của điểm tác dụng lực lên đòn bẩy mà đòn bẩy thông dụng được chia thành hai loại. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo trên olm.vn nhé.